Ông con mất xong thì xong hết tang rồi thì con về. Lúc đó là về thì chăm vợ, tại vì vợ con lúc đó chỉ là mới sanh xong á, nên là chỉ có hút sữa cho con bú với lại chỉ nằm nghỉ ngơi thôi. Nên con cứ chăm tới cứ ngày nào cũng vậy hết, con cũng thức rồi con chăm nó cho vợ con nghỉ. Có nhiều kinh nghiệm không? Dạ, trước khi đẻ là vợ con cứ bắt con đọc sách. Con thì tính con không thích đọc sách. Con lười đọc sách lắm. Rồi con lâu lâu con lén lén con lên YouTube. Chị có thể giới thiệu mình cho khán giả truyền hình cùng biết ạ. Dạ, mình tên là Thủy Tiên. Mình là mẹ vợ của Vinh. Sinh sống và làm việc ở Bến Cát. Dạ. Bình Dương. Con mình ở Sài Gòn. Dạ, xin mời anh giới thiệu về mình ạ. Dạ, con chào chú Huyền Linh, chào chị Uyên Lộc. Dạ. Dạ, con tên là Nguyễn Hoàng Vinh. Hôm nay con 22 tuổi. Con là làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm gì Vinh? Dạ, con làm thiết kế với lại làm về sự kiện ạ. Dạ vâng. Con làm rể của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, được một năm hơn ạ. Wow. Có cháu chưa? Dạ rồi ạ. Bé của con bây giờ được 8 tháng hơn rồi ạ. Dạ vâng. Trai hay gái con? Dạ con trai. Rồi, chúc dạ. Mừng con ha. Dạ, cảm ơn chú. Quay ngược lại trước đây á, là lúc mà chị gặp con rể tương lai của mình á, chị ấn tượng gì về cậu con trai này? Khi mà Vinh lên nhà mình chơi thì Vinh là đi học rồi chung câu lạc bộ, là khi mà Triều học trường tài chánh marketing á, yeah. Là Triều làm chủ nhiệm câu lạc bộ, trường là làm để tốt nghiệp Triều xong thì Vinh mới vô. Sinh năm 2001 đúng không dạ, ạ? Dạ, còn vợ con là 1997. Là nhỏ hơn vợ đó. Tức là con vợ con cưới nhau con vẫn còn đi học hả? Dạ đúng rồi. Đi học. Là lúc đó là con chỉ còn mỗi là khóa luận tốt nghiệp thôi. Dạ. Là khi đám cưới là còn khóa luận nữa là xong. Dạ. Vậy là con của chị lấy chồng khi chồng còn đang đi học. Dạ. Còn đang đi học. Khi mà con mình sinh em bé thì chồng vừa làm tốt liền nghiệp, vừa làm luận mà vừa chăm con. Nhưng trời, mà... dễ thương quá ha. Ờ. Tức là vợ đang đẻ thì chồng đang làm bài thi. Dạ đúng. Nhưng mà khi mà cô biết hai bạn đến với nhau tuổi còn rất trẻ như vậy, đặc biệt là Vinh nhỏ hơn con gái của cô lo không cô? Khi mà Vinh lên nhà chơi thì mình nhìn thì Vinh chững chạc. Dạ. Tức là chững chạc so với cái lứa tuổi. Vinh nói chuyện rất là ngoan, lễ phép. Dạ. Nhưng mà mình thấy là sau này bé mình mà ở với Vinh thì sẽ được chăm sóc tốt. Thì giờ hiện tại bây giờ là Vinh làm tròn bổn phận cha. Khi mà sinh em bé là Vinh lo hết à. Tắm rửa em gì Vinh cũng làm được hết. Rồi an tâm nữa. Dạ. Mà tốt nghiệp luôn rồi. Ẵm con lên sân khấu. Cưới vợ mà vừa tốt nghiệp luôn. Dạ. Rồi vừa có con nữa chứ. Dạ. Giờ là ba thì vui chung một dạ. Lúc luôn. Dạ. Nó tuyệt vời luôn. Nhưng mà Vinh có nhớ cái lúc mà khi mà mình gặp mẹ vợ lần đầu tiên đó là vào cái dịp gì không? Dạ lúc đó là hết giãn cách lúc đầu tiên á. Lúc đó là mới quen vợ được một tháng thôi. Dạ chỉ nói chuyện qua Messenger thôi. Vừa mở cửa dịch cái là xin ba mẹ xuống nhà chơi. Dạ, xuống dưới là Bình Dương chơi. À, lúc mà gặp mẹ thấy mẹ làm sao? Dạ lúc mà nhìn qua hình thì thấy khó. Rồi càng khó hơn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Không. Dạ. Khó hơn hả thì không? Dạ. Khó ở đây là mặt thì không khó nhưng mà tính của mẹ thì khó. Dạ. Trước khi xuống thì có xin là chiều á là kêu xin giúp anh là ngày mai anh về á thì cho anh ngủ lại một đêm. Xong rồi là chiều mới lại xin mẹ. Mẹ ơi ngày mai Vinh xuống á, xong rồi là Vinh xin ngủ lại một đêm có được không? Mà sao Bình Dương với Sài Gòn nó cũng gần quá mà. Tại vì ông lại... Bình Dương nhưng mà lúc mà về là Bến Cát luôn là cả 1 tiếng rưỡi. Cũng cố tình đi xa. Rồi với lại là lâu quá là lúc mà dịch thì không được gặp chứ cũng muốn ở lại lâu lâu xíu với vợ. Dạ. Lúc đầu mẹ nghe xong á thì mẹ sợ, tại vì mẹ vợ em là bán quán nên là khách ra vô đông lắm. Dạ. Nên là sợ là người ta nói này nói kia. À. Chiều năn nỉ sao á, cuối cùng là em cũng được ngủ lại. Dạ. Ngủ nhưng mà ngủ riêng, ngủ con, trên lầu. Con có một cái lầu thì con ngủ trên lầu. Biết đâu được, khuya khuya nó lạng lạng. Không, bé ngủ với mình. Nhưng mà khuya nó lạng đi sao biết được. Có canh đêm rất lo. Nhiều khi con ngủ sai, con không biết mình đâu. Cũng không lo. Tại giờ tuổi trẻ giờ nó đâu như xưa đâu kệ. Từ từ cái bữa đó cho đến cưới thì bao lâu? Dạ, tụi con quen chắc cũng được 2 năm ạ. Tụi con mới cưới. Con cưới lâu chưa? Dạ, con cưới được một năm hơn ạ. Rồi lúc mà vợ con có thai đó thì có báo cho mẹ biết không? Thì vừa biết vợ có thai cái là
Lúc đó là con cũng lo, tại vì với lại con không dám báo cho ba mẹ vợ trước. Ủa sao vậy? Tại vì con sợ mà con cũng nhát á, nên con không dám gọi điện về cho ba mẹ vợ. Ủa thì ba mẹ vợ biết tin vui mà hai đứa cưới nhau rồi thì có con thôi. Dạ, nhưng mà lúc đó là con chỉ dám gọi cho ba mẹ con thôi, con về con nói cho ba mẹ con trước. Chưa cưới? Lúc chưa cưới hả? Ừ, tức là... Rồi vậy là cái hậu quả cái đêm cho nó lại gì đó. Không, không phải là lúc đó, lúc khác. Tại vì vậy nè, hai đứa là có em bé không dám nói. Anh hai nói là mẹ ơi, giờ tụi nó vậy mẹ sao? Mình đứng hình. Ủa nó chưa báo mà sao chị biết được? Anh hai điện thoại về báo mẹ. Nhưng để hai cho cái này nó báo anh hai ha, anh hai tự tìm hiểu anh biết. Hai biết vừa có cái là chiều đã nói cho anh hai trước. Tại vì anh hai ở chung nhà. Tại vì anh hai là ở chung nhà với con. Hiện tại bây giờ vẫn anh hai vẫn ở chung nhà. Báo anh hai chung... không có sợ anh hai mét với mẹ hả? Không, với lại nói anh hai để một phần là anh hai có đơm vô dùng cho nhẹ nhẹ. Anh hai nói mẹ ơi vậy giờ mẹ tính sao? Lúc đó mình tất nhiên là mình cũng xác định Vinh là rể á, nhưng mà mình cũng chưa có tính là tụi nó sẽ cưới tại chờ Vinh học xong. Dạ. Mẹ nói thì thôi giờ lỡ vậy thì cưới. Bây giờ hỏi ý kiến Vinh coi gia đình Vinh sao. Tại sao mà cái hỏi mình điện cho Vinh mình hỏi giờ ý con sao. Thì Vinh nói là để con hỏi gia đình con. Rồi hỏi thì anh chị Vinh mới lên liền luôn. Dạ. Khi nghe có cháu người ta rất là mừng. Rồi xong người ta lên nói chuyện thì mình phải cưới liền. Thì ông xã mình nói trời ơi, em làm vậy sao anh làm kịp? Là gấp lắm hả cô hả? Gấp quá không nó đẻ sao? Em đâu có biết làm sao thì giờ thôi vậy thôi chứ sao mà lúc đó là vừa hết dịch chưa hết đâu. Dạ. Đám cưới mời người ta cũng có người không dám đi à. Chúc mừng là con có con đầu lòng ha. Rồi được ba mẹ hai bên gọi là yêu thương nữa. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà chăm con đó rồi đó. Vừa đang đi học nữa. Đó là sao? Mình quán xuyến sao ta? Dạ lúc là vừa đẻ thì em đang làm khóa luận. Cứ mà buổi nào mà rảnh ra con mà ngủ thì mình làm khóa luận. Còn là khi nào mà con dậy thì mình sẽ cho con bú rồi chơi với nó. Dạ, cứ nói chung là cứ thời gian rảnh là sẽ ngồi làm. Còn là tới lúc mà nó ngủ thì mình sẽ tranh thủ ha. Cái cảnh tượng mà sinh viên vừa ôn thi mà vừa lo cho con á. Dạ. Nó cũng lạ lắm. Ôn thi đã áp lực rồi đó nha, mà còn phải chăm con. Mà Vinh vô cái gì nữa nè anh Linh, là khi mà sinh á thì ngày ở trên bệnh viện ngày thứ hai là ông nội Vinh mất. Ồ. Trời đất ơi. Bên nhà Vinh là chỉ có mình ba Vinh trai. Đó là cháu là chắc dạng đứa tôn. Dạ. Nên về là Vinh phải lo cái đám ma. Xong hết rồi bắt đầu là mình xuống đó mình ở với bé. Khi mà xong rồi Vinh về là Vinh chăm á. Vinh giỏi lắm, thí dụ mình chỉ cần mướn cái người đó tắm cho em bé chừng khoảng 10 ngày là Vinh đã nắm hết rồi. Là tự tắm. Tại vì bây giờ thường thường là hút sữa đó. Dạ. Hút sữa cho nên là Vinh là phải là người cho em bé bú. Dạ. Xong rồi con vừa làm cha nè, vừa làm sĩ tử nè. Dạ. Rồi vừa lo cho gia đình nữa. Rồi nó có đủ thời gian con quán xuyến thế nào con, rồi vừa lo cho vợ nữa. Dạ. Ông con mất xong thì xong hết tang rồi thì con về. Lúc đó là về thì chăm vợ. Tại vì vợ con lúc đó chỉ là mới sanh xong á, nên là chỉ có hút sữa cho con bú với lại chỉ nằm nghỉ ngơi thôi. Nên con cứ chăm tới, cứ ngày nào cũng vậy hết. Con cũng thức rồi con chăm nó cho vợ con nghỉ. Có nhiều kinh nghiệm không? Dạ, trước khi đẻ là vợ con cứ bắt con đọc sách. Con thì tính con không thích đọc sách, con lười đọc sách lắm. Rồi con lâu lâu con lén con lên YouTube con xem thôi. Lúc mà con về á thì có người tắm cho em bé á, thì con cũng nhìn họ tắm, cái cách họ tắm xong rồi con cũng bắt chước theo. Lúc đầu thì hơi sợ nhưng mà lúc sau thì quen rồi. Cứ hỏi mẹ vợ kinh nghiệm rồi mẹ vợ có gọi điện cho con để chia sẻ dạ. Chỉ con làm này kia chăm sóc vợ. Hình như là mình chỉ không bằng tụi nó giờ đâu anh ơi. Vậy đó hả? Dạ, chứ mình là truyền thống rồi còn tụi nó là theo khoa học. Cứ lên YouTube nó coi rồi sao dạ. Làm vậy đúng không? Dạ. Ăn uống cũng vậy luôn. Ăn uống thì Vinh nấu cho vợ luôn hả? Dạ không, một tháng đầu là mẹ có gửi đồ ăn lên. Có khi là mẹ gửi đồ ăn lên. Có khi là mẹ em gửi đồ ăn qua. Tại vì mẹ em là ở Tân Bình. Còn tụi em là ở quận 5. Chứ em chăm xong rồi là chiều cũng hút sữa, không ai nấu hết. Nên là phải nhờ tới em hai mẹ. Em có cái chuyến xe Bình Phước anh. Tức là ở trên Bình Phước là chạy ngang. Em nấu đồ ăn 4-5 bữa tuần vậy đó. Là em mới đưa cho cái anh đó. Đem xuống đây là tụi nó lấy, là tụi nó ăn từ từ. Dạ. Chứ giờ đâu có ở chung nên là cũng xa xôi, cũng phải vậy thôi. Từ lúc cưới về đó thì con rể thấy con hợp với mẹ vợ những cái gì nè? Và chưa hợp điều gì? Dạ, con thì hợp với mẹ là về cách ăn uống.
Con thì rất thích mấy món mà cuốn hay quấn rau này kia, như bánh xèo rồi rau cuốn này nọ, con rất là thích. Thì mỗi lần mà con đi về, con chạy về là mẹ đều làm cho con món đó hết. Mẹ sẽ đi chợ, mẹ mua thịt, mua cá hay gì, là có gì mà có cuốn được là mẹ mua hết. Với lại là đằng sau nhà thì có rau á, mẹ trồng hết rau luôn. Mẹ chỉ ra đó mẹ hái rau rồi ăn thôi. Rau sạch đó ha. Dạ. Với lại một cái nữa là con thích tính của mẹ, hợp với mẹ là mẹ rất là chăm. Mẹ rất là chăm chỉ. Mẹ cứ thức khuya dậy sớm, rồi mẹ vừa buôn bán, rồi mẹ vừa chăm cho mấy chú cún nữa. Tại vì mẹ con nuôi tới mười mấy em cún lận. Trời, trời ơi, bút đồ mấy con vậy? Dạ. Hả? Rồi cô phải vừa buôn bán nữa phải không cô? Đúng rồi. Trời, sao cô chăm hay quá vậy? Nhà con có một người cô là có 5 con bút đồ, mà con thấy xà quần xong hết ngày rồi đó, mà sao cô chăm hay quá vậy? Đi chơi xa rồi cũng vậy nên rất là không có đi được. Dành luôn á. Thời gian chăm mỏng nữa chứ. Dạ chăm mỏng. Ổng chăm chim anh ơi. Ủa vậy hả? Ui, ổng chim nhiều lắm. Ổng mê chim hả? Ổng đi thi chim. Hết bữa nữa ổng thi đi lửa, chớp lửa anh nuôi nhiều lắm. Đi thi. À vậy hả? Dạ. Chồng thì mê chim. Dạ. Vợ thì mê chó. Dạ. Em thì mà em trồng sen đá nữa. Trời ơi, em không có khi nào mà rảnh được hết á. Đó là cũng là thú vui ha. Dạ. Nhưng mà cô ơi, cô thấy Vinh có tật xấu gì không cô? Tật xấu là hay quên đó. Chẳng hạn như hồi nãy đó, đi mà xong mà bỏ đồ ở nhà phải về lấy à, là hay quên. Là cái bệnh này lâu chưa cô? Ừ, chắc bệnh này chắc đó giờ luôn á. Vậy cô, trong cái khoảng thời gian mà vợ xong em bé rồi có con rồi, có vụ gì mà quên không cô? Chắc có khi thí dụ như từ dưới Sài Gòn về tránh chơi, có nhiều lúc quên đem ti giả theo. Vậy đó hả? Quên dữ lắm. Quên hai vợ chồng. Quên cho con ăn luôn. Không, cho con ăn nhớ. Nói chung là cho con ăn thì nhớ, hay là làm gì về con thì nhớ, nhưng mà đồ của mình thì con lại quên. Thì quên. Nó hay là chỉ quên cái gì cho riêng mình thôi. Dạ đúng rồi. Còn làm cho người khác là vẫn nhớ. Dạ. Có quên tặng quà cho mẹ vợ không? Mình không cần. Mình không cần, nhưng nó cũng phải có trách nhiệm lâu lâu á. Có quên không con? Dạ có. Có sao nó im luôn. Có tặng ngày sinh của mẹ đúng không? Không, ngày không, sinh nhật nhớ. Sinh nhật vẫn nhớ à. Vinh thấy mẹ, mình với mẹ là có điểm nào mà chưa hợp với nhau không? Không hợp. Đó là do là mẹ khó lắm. Kiểu em sợ là bắt chuyện trước với mẹ. Khi nào mà mẹ hỏi hay là mẹ hỏi cái gì, vấn đề gì á, thì em trả lời gọn thôi. Chứ không dám mà nói xà lơ hay là nói luyên thuyên gì hết. Chỉ đúng chủ đề. Mà nói chuyện với ba hay nói gì thì em còn tự tin, em còn dám nói. Chứ mà nói chuyện với mẹ thì em không dám nói. Sợ gì, chỉ thấy mẹ có thầy cô mà. Vui mà. Mẹ nhìn thì dễ, nhưng mà mẹ lại khó. Còn ba thì mặt khó lắm, nhưng mà lại dễ. Khó chuyện gì nè, con thử cụ thể đi. Tính con là rất là thích nhuộm tóc hay là làm đẹp này nọ. Thì mẹ lại không thích con nhuộm tóc. Có một lần là con nhuộm đầu vàng về, mẹ không thích thôi, nhưng mà mẹ không nói. Mà con nhìn thấy mẹ hôm mẹ không vui. Quạo á? Dạ không, cũng không quạo luôn, mà cứ im im. Từ lúc đó tới giờ là con không nhuộm tóc nữa. Con không dám. Mẹ im, con biết mẹ không thích cái đầu của con. Con thấy mẹ không nói. Xong rồi con hỏi vợ con, thì hồi đó vợ con cũng nhuộm tóc. Thì vợ con cũng không được, đúng không? Nên là vợ nói con, từ lúc đó là con không dám nhuộm nữa. Đúng không chị? Mẹ thì là mẹ sẽ không thích tóc đỏ, tóc xanh, tóc vàng. Không thích xăm, không thích nói cái gì không vô vấn đề. Tức là thí dụ mình nói cái gì ra là mình phải nói cho đàng hoàng tử tế. Không có nói chơi, nói giỡn. Không có nói xà lơ. Dạ. Yeah. Không, mình không thích vậy thôi. Vinh có bao giờ bị mẹ la không? Dạ, cái đó thì đó giờ chắc em không dám, nên không dám nói vậy. Không có. Kiểu mẹ hỏi thì em trả lời xong. Xong cái đó thì thôi, em không dám nói nữa. Vậy hả? Dạ. Chắc nhiều khi Vinh cũng không dám chọc cô đâu cô hả? Không đâu, không dám. Vậy đó hả? Con mình nó cũng không có dám chọc mình. Ông còn dám chọc đừng đừng đi con đúng không? Ông cũng không có chọc mình đâu. Dạ. Tại vì mình đó giờ mình nói rồi mà. Mình nói là thí dụ mình nói chuyện ra, cái nào mà mình thấy đúng thì mình nói, chứ mình không có nói chuyện trên đời dưới đất. Nhưng mà nhiều khi trong nhà giỡn giỡn cũng vui mà. Thì lúc nào giỡn thì cũng có giỡn, nhưng mà không phải là giỡn cái kiểu mà ấy được. Dạ. Nói chung là mình chắc là do hồi đó em ở với bà nội em á. Bà nội em thì hồi xưa là dạng cũng phong kiến, nên là em cũng hơi có vấn đề, em hơi khó xíu vậy. Nhưng mà em cũng không phải là khó lắm đâu. Cũng anh thấy em nói chuyện thì cũng được mà. Em đâu có khó đâu. Không khó lắm. Cười vậy thấy dễ nè. Dạ. Đó, cười thấy dễ. Mà thấy mặt quào quào là thấy mệt rồi đó con hả? Dạ. Như thế vẫn còn cái khoảng cách đó. Dạ. Giữa con rể và mẹ vợ. Tại vì một phần là do tụi con là ở trên đây, có là
tiếp xúc nhiều với mẹ nên là con cũng ít thể hiện ra này kia. Có bao giờ mẹ góp ý thẳng với con rể không, hay nói thẳng cái gì mình không thích với con rể không? Thì mình chỉ nói là mấy con đi đâu thì phải nhớ, quên là chết. Cười vậy thôi. Cũng giận lắm đó. Nhưng mà cô ơi, còn điểm gì ở Vinh mà cô chưa hài lòng nữa không cô? Một là cái hay quên nè, hai là nói chung là cũng hơi hậu đậu một xíu. Chẳng hạn mình kể câu chuyện Tết năm vừa rồi, ngày mùng 1 Tết là mình sẽ không quét nhà, mình sẽ không làm đổ bể chén gì hết. Đó, mà chiếc xe của ông xã mình là anh Linh biết cái cúp tôm không? Biết. Đó, mùng 1 Tết anh về anh đẩy vô, anh đẩy anh dựng sao mà bể cái chén phía hậu. Mà mùng 1 Tết không bình thường thì chắc không sao đâu, không phải là mình tiếc của hay cái gì hết. Nhưng mà ý là ngày mùng 1 Tết là người ta tránh cái chuyện được mình sợ trong nhà thôi. Đúng rồi. Đó là hậu đậu vậy. Rồi cái ngày đám cưới thì cái chân ảnh nè, không biết đi đá sao cho đổ máu chân rồi mình sợ là đi không nổi. Đó là chỉ hơi hậu đậu và hay quên. Đó là mình bóc phốt nó vậy thôi. Chứ còn ngoài ra là mấy cái kia chăm sóc con cái vợ là ok. Em còn nhỏ. Dạ, đúng. Nói chứ còn tuổi còn rất là trẻ. Đúng ra tuổi này không phải là tuổi làm cha, tuổi phục vụ gia đình này kia, mà tuổi này là tuổi đang học hành, khám phá, trải nghiệm, đam mê, nhiều khát vọng. Nhưng bởi vì em lấy vợ sớm nên có thể có những cái điều nhỏ thôi. Nãy giờ Linh thấy nó rất là nhỏ thôi. Mà em cũng rất là sâu sắc luôn á. Em cũng biết suy nghĩ rất là tốt luôn. Vấn đề giờ là chúng ta cần cái gì ta cứ nói thẳng với con rể mình. Đúng rồi. Không được cái này, không được cái kia. Cái quan trọng là chị có nói hay không, chị cứ im im giống dù cái tóc vậy đó. Sao cô không nói? Hay là... không, cái tóc thì nhiều lúc cái sở thích của nó là mình đâu có, thì chỉ mình không thích thôi, còn nó muốn làm gì làm, mình đâu có nói gì đâu. Thì thí dụ thấy cái tóc nó về cũng khen, trời tóc con đỏ đẹp. Không, mình không khen đâu. Nhưng mà má không thích. Mình không nói luôn. Đó, không nói gì, thành ra là cứ im vậy, nó cũng sợ. Tự nó biết. Nhiều khi nó không biết rồi sao cũng còn nghiệp. Bây giờ anh coi hai chồng nó bàn tính là hai đứa là đi làm lượt luôn, để cho về khỏi chửi lần hai đứa luôn. Vậy luôn á. Nó cũng có chiến lược nghe. Dạ, vợ nó nói thôi bây giờ anh vậy thôi, để bữa nào em với anh đi làm luôn, về có hai đứa bị la luôn. Nó còn tính đến mức độ vậy luôn anh. Nó còn chọc người mẹ hai đứa luôn á. Tại vì thì nó ở Sài Gòn mà. Nói chung là gia đình bên nhà em thì giáo viên không, từ mẹ ba anh em trong nhà giáo viên không, chỉ có em là em không đi làm giáo viên thôi. Nhưng mà bên nội thì cũng hơi khó. Em thì em chỉ sợ là người này người kia nó vô nó ra, em sống em cũng hơi cầu toàn xíu anh. Nên là em chỉ sợ vậy thôi, chứ em cũng không có gì, thì tụi nó thích làm gì làm. Nhưng mà có bao giờ là chị ngồi chị nói với con rể là mẹ không thích cái này, không thích cái kia, mẹ thích cái này thích cái nọ? Dạ không, em không có nói. Em ví dụ như em đi ra em nói chuyện với anh rồi em nói chuyện thoải mái lắm, nhưng mà con em trong nhà là tự tụi nó biết, chứ em không cần phải nói nhiều. Không phải nói với nó, nhiều khi nó không biết đó. Biết anh. Biết. Sao chị nghĩ nó biết, nhiều khi nó không biết thì sao? Thì bây giờ mẹ con rồi thì bữa nào nó về cái rảnh là con ở đây ngồi lúc ăn cơm mẹ, hay là hai mẹ con ngồi uống cà phê đâu với vợ nó đó, thì nó là trong nhà mẹ thích cái này nè, không nên mùng một, không nên quét nhà nè, không nên làm bể đồ nè, không nên làm để lỡ bổ, rồi đổ mà máu. Anh đâu có sao đâu. Dạ em thấy bình thường, tại vì em kể cho anh nghe thôi chứ em thấy chuyện đó bỏ qua được. Nhưng mà cô không có góp ý vậy thì cô có chỉ dạy không? Chắc không luôn. Nói chung là Vinh cũng giỏi quá rồi nên cũng đâu cần chỉ gì lắm đâu. Chung là cũng ít ở với mình, lâu lâu gặp thì em lại không thích mà làu bầu anh. Em không bao giờ cằn nhằn chồng em cái gì hết. Chỉ có quạo thôi đúng không? Dạ thì em không thích là em không có chuyện vậy thôi. Chứ em không có nói, em không có lằng nhằng. Thật ra mẹ cũng khó tính lắm đó nha. Mẹ không thích mẹ cũng không nói, mà mẹ cũng không có chỉ dạy, mà cũng không hiểu mẹ nữa. Tại vì cũng lớn rồi mà. Mà nói thì không cho nói xà lơ nha. Nói là phải đúng, nói gì là phải nói cái đó. Thật ra mẹ cũng khó hiểu á. Không, theo Linh đó chị, mình cứ trải lòng mình đây. Ngồi nói chuyện với con là tao không thích cái này, tao không thích cái kia, cứ nói hết một lần để con nó nhớ. Con không nói được anh ơi. Con là giờ, không nói được hả? Em không có là cằn nhằn làu bầu được á, em không có nói nhiều được. Sao không nhờ ổng nói? Thì ảnh có nói anh. Vậy dạ. Chắc ảnh có tâm sự với rể ảnh á chứ. Em thấy nó nói chuyện với ba nó nhiều hơn. Mà Vinh ơi, thấy mẹ khó tính vậy, nhiều khi những cái vấn đề mà hai vợ chồng mâu thuẫn này kia với nhau cũng khó mà chia sẻ với mẹ đúng không? Chắc tự giải quyết đi. Chắc mong dám nói đâu. Chắc con tự giải quyết. Tự giải quyết vậy là từ nào giờ là cô không có không xí vô. Đứa nào cũng lớn rồi, hai mấy ba chục tuổi rồi.
tự giải quyết, mình không xíu vô chuyện gì hết. Thí dụ như hồi xưa anh nên biết không, khi mà con á là 4 tháng ăn, bây giờ 6 tháng ăn. Bây giờ hồi xưa là mình đút ăn, bây giờ là không đút ăn, bây giờ tự bốc ăn. Ra thì thôi, tụi nó muốn làm gì nó làm, mình cũng không có. Mình chỉ nói thí dụ con ơi, em bé là bây giờ nó ăn, nó sẽ là ăn bột, từ lỏng đến đặc đồ vậy. Thì cái kinh nghiệm của mình chia sẻ, còn chuyện nó làm hay không tùy nó, con của nó. Thật ra rất nhiều cái câu chuyện mẹ và con rể, mẹ chồng dâu ở trong chương trình của chúng tôi rất là nhiều, là bà mẹ mà quan tâm quá với con rể nói suốt á thì con rể nó cũng khó chịu. Cái gì mẹ cũng nói, cái gì mẹ cũng chê, gì mới bất ý. Mà với trường hợp này thì nó lại ngược lại, là không nói gì luôn, không nói thì cũng biết sao mà nói, tùy theo tính chất trong gia đình mà ta xử lý thôi. Nhưng mà quan trọng là Vinh thấy như thế nào, Vinh có cần nghe được cái lời chia sẻ từ mẹ không? Dạ, cái này á là chắc phải nghe qua từ vợ. Ủa? Tại vì vợ là biết là mẹ khó những gì, mẹ nói cho con biết, thì mình nghe vợ nói xong thì mình sẽ tránh cái đó. Và con muốn nói gì với mẹ thì con sẽ nói với vợ con, vợ con sẽ nói với mẹ. Dạ, như là vụ mà con rất thích đá banh. Thì mẹ vợ con lại không thích đá banh, nên mẹ không cho con đi đá banh. Mỗi lần là con đi đá banh là con kêu vợ, bây giờ là vợ giấu đi nha. Ví dụ mà mẹ có gọi á thì em cũng kêu là anh đi có công chuyện, chứ đừng có kêu là đá banh, chứ không phải là mẹ la. Nhưng mà giấu rồi sao tự nhiên lại khui rồi? Dạ, nói thì bây giờ là lỡ nói luôn. Tức là anh hai của em á, anh Linh có niềm đam mê đá banh. Đá banh mà đứt dây chằng phải đi thay sợi dây chằng khác luôn, nên là em không muốn tự nhiên đang yên lành mà có tật. Nhưng mà đâu phải ai đá banh cũng vậy đâu cô. Nhiều đâu phải đá banh đứt dây chằng đâu, nhiều cái đá đứt dây khác. Đó anh thì ở dưới chung cư là ở dưới tầng 6 tầng là có tập gym mà, thì cứ đi tập gym cho khỏe thôi, cần gì phải đi đá banh. Không thích. Cháu ngoại thì mình cũng vậy, muốn cũng không cho đá banh luôn. Đây là cũng người cá tính đó chứ. Yeah. Bà mẹ vợ hơi bị cá tính đó. Hôm nay thì chú sẽ mời vợ con với con của con vô đây được nào. Rồi vô đây con, vô đây nào. Vô đây. Yeah. Đây anh hai luôn hả? Dạ anh hai. Trời cưng quá, tên gì nè con? Dạ tên là Vinh Hoàng ạ. Nãy giờ là chồng con nói là bây giờ muốn nói gì với mẹ thì phải thông qua con, muốn hiểu mẹ thì cũng thông qua con. Con thấy chuyện đó ổn không? Con thấy không ổn lắm. Dạ. Thì con muốn sao? Con muốn hai mẹ con tự nhiên hơn, thân hơn, có những cái sự kết nối nó sâu hơn nữa. Dạ. Anh hai thấy chuyện đó làm sao? Con thì con nghĩ là cũng nên nói chuyện với mẹ nhiều. Tại vì thực ra là mẹ thì dễ với con thôi, chứ thực ra tính của mẹ là con biết là cũng khá là khó đó. Đó. Còn Vinh thì Vinh lại cũng còn trẻ còn mới, chắc là cũng phải là một thời gian tìm hiểu, đúng không con? Vậy thì á, với tư cách anh hai có bao giờ nói chuyện với em rể nhiều không? Dạ có, thì tại vì con là trực tiếp ở đây với lại Vinh với Triều luôn. Nên là có cái gì con cũng giúp đỡ hai đứa, rồi có gì, có những cái thứ gì đó con cũng khúc mắc gì đó con cũng ráng con giải quyết thay cho ba mẹ. Có chuyện gì con có dám nói với mẹ không? Có chứ. Hả? Con có chia sẻ nhiều với mẹ của con không? Dạ cũng có, con với mẹ thì nói chuyện cũng nhiều đó. Vậy thì tạo điều kiện cho em rể nói chuyện với mẹ nhiều như vậy, giống như con vậy đó. Yeah. Thì chú nghĩ rằng nó cả gia đình chúng ta bây giờ là một rồi. Yeah. Mà chúng ta thiếu những cái thời gian ngồi tâm sự chia sẻ nói chuyện với nhau thì cái điều này cũng khó lắm đó chị. Thật ra là Linh biết là chị cũng rất là dễ thương, dễ tính, nhưng mà đôi khi là cái suy nghĩ ngày xưa nó vẫn còn trong đầu là đó, đừng có nói chuyện xà lơ trước mặt tôi, chuyện gì là phải đàng hoàng chuyện đó, nói gì phải rõ ràng, nhiều khi con gái nó cũng sợ, nó không dám nói thôi. Cái chị cũng được dễ thương mà, nãy giờ nói chuyện chị Linh thấy cũng dễ tính mà. Mình dễ mà. Rồi ơi, thấy ghét không? Nghe bác Linh nói gì hiểu không con? Rất cười rồi. Đó, hôm nay là con lên truyền hình rồi ha. Cả nhà chúng ta lên truyền hình với bà ngoại. Úi cười rất là. Rồi, chúc đại gia đình chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Dạ. Và yêu nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Chào cô và em, mời cô ngồi. Chào cô. Xin chào hai MC dễ thương. Dạ. Lễ Lộc. Dạ, chào chị. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây để có thể chia sẻ trò chuyện những cái câu chuyện trong gia đình mình. Mình cũng đừng lo lắng gì cả. Đó là một trong kinh nghiệm, có thể là nhiều gia đình khác sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện cuộc sống mẹ chồng nàng dâu tốt hơn. Vâng ạ. Cô nhà. Xin mời cô giới thiệu về mình ạ.
Tôi tên là Hoàng Thị Hồng Phương. Tôi năm nay 58 tuổi, quê ở bây giờ hiện tại là ở Trấn Thành, Bình Phước. Nghề nghiệp của tôi là bán nước, ai mua nước nào bán nước đó. Dễ thương quá. Rồi mời em. Dạ em là Phạm Cẩm Tiên. Làm việc gì cho em? Rồi mời em, nói làm sao cả, bình tĩnh. Dạ mời em. Dạ tên rồi, họ tuổi không? Tên tuổi nghề nghiệp. Dạ em là Phạm Cẩm Tiên, em 25 tuổi, giờ em đang buôn bán túi sách ạ. Ai mua túi nào bán túi đó. Dạ chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ được 3 năm rồi chị. Mình có em bé chưa? Dạ có bé 2 tuổi. Dạ. Quê mình là ở đâu? Quê tôi là ở Quảng Bình. Quảng Bình. Quê của bác Giáp đó. Mình vào Bình Phước bao lâu rồi? Thì Bình Phước thì hồi ông xã đi bộ đội ở trong này thì đưa vô Bình Phước từ năm đầu năm 88. Dạ. Lần đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình đó, cô ấn tượng như thế nào? Cô ấn tượng là nói thật vì hai MC và chương trình là nói thật là tôi không thích tí nào. Lý do sao vậy cô? Lý do là lấy vợ có mau xa quá. Ai nói cà mau xa lắm. Cuối cùng bán đồ Việt Nam. Đấy, xa quá mình nghĩ giờ trong nhà thì đã neo đơn, nội ngoại thì ở rất là xa, chỉ có hai vợ chồng chú em là Trấn Thành thôi, mà mình giờ muốn lấy một người con cưới, một người con dâu cho con để cho nó gần, để được ví dụ khi mình có cháu á, có con đứa cháu thì đứa ra gửi gắp nó cũng gần hơn. Yeah. Còn mình thì gọi là thân cô thì cô, nội ngoại không có ai đấy hết á, ở mình vậy đó. Cái đó là do không thích về địa lý thôi. Về còn, địa lý rồi. Về con người cô có ấn tượng gì hay không? Thì con người thì theo tôi nghĩ là như người ta nói là ở đâu cũng có anh hùng, mà ở đâu cũng có người khùng người điên. Cho nên là tôi nghĩ là tùy theo người, chứ không phải ai cũng chồng ai. Nhưng mà thật sự thì con nhận đến hôm nay tôi mới hiểu được. Yeah, đó là sự thật. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng người điên. Thì chú liếc con vậy? Chú liếc con hả? Chú liếc con. Ủa, xin lỗi chú liếc lại. Dạ chị, chị cho em biết là cái ấn tượng đầu tiên của chị với mẹ chồng là như thế nào? Dạ lúc mà đầu á gặp mẹ em sợ lắm, nhìn mẹ dữ lắm. Dạ hả? Dạ nhìn sợ, nhìn lúc đầu thì thấy sợ thôi à. Thấy sợ là thấy đầu tiên vô cái kiểu như mà con gái mà lại nhà trai chơi á, cái mẹ vô mới hỏi tên gì, nhiều tuổi, quế đầu là em nghe em quý hết trơn. Hỏi giống công an hỏi cung quá. Đấy là nghe sợ, lúc là mình đã sợ rồi, với lại mẹ cũng phải biết là quê em ở Cà Mau á, nên là mẹ cũng tâm lý là mẹ cũng không thích sẵn. Dạ. Chà, cái vụ này cũng căng ha. Đầu tiên gặp gỡ mà mẹ chồng không thích nàng dâu thì sợ mẹ chồng. Căng. Rồi sau đó khi mà về làm dâu thì sao cô? Khi mà về làm dâu à, về làm dâu thì cũng không đơn giản đâu. Tại vì nó chơi chiêu để nó mình hạ gục tôi được, cho nên nó không chơi chiêu là nó chưa phải là làm dâu. Trời ơi. Hay lắm. Chiêu gì vậy cô? Ủa nhưng mà tức là cô không cho cưới rồi hả? Không, tôi nãy tha là thôi giờ kỳ cho có đâu có đuôi nè. Dạ. Thì hôm đó là mùng 3 Tết, là thằng con trai tôi vắng nhà. Tôi mới gọi điện hỏi con đang ở đâu. Thì nó nói là con đang đi chơi với bạn, hồi chơi ở đâu ở Tây Ninh. Thì mình nghỉ chiều ngày mai là có đâm dù của bà nội nó, mà tại sao hôm nay nó chưa về thì chiều lại gọi tiếp. Thế nó nói mẹ con đi chơi xa lắm, hỏi ở đâu, Cà Mau. Hỏi Cà Mau đi đâu? Đi về nhà con Tiên. Đi về ai? Đi về bàn. Ôi chao ơi trời ơi. Khi đó là tôi là ôi chao, ngày mai là đâm dù bà nội mà con bỏ con đi chơi với bàn mà tại Cà Mau. Trong lúc á cái ngày mùng 3 Tết thì trên đường là coi như xe cộ lưu thông nhiều, mà mình đi xa đến gần 480 số, thì lỡ có việc gì sao. Thôi tôi chửi nó đà mà vẫn chưa hạ dần gọi điện chỉ gì này. Tại sao con lại con yêu thương thằng Nam của bác mà con lại để cho nó đi xe máy mà đi mấy trăm cây số, cả đi cả về gần 800 cây. Không phải đâu mẹ, không phải đâu bác ơi, đấy là coi như anh nói để dành lại cho con sự bất ngờ, anh đâu có nói với con đâu. Tức là từ lòng đi vậy thôi. Đến khi thôi chấp nhận thôi, chơi để cho con đi tới mùng 5 con mới về, thì mùng 4 đâm dù bà nội xong rồi về nhà cũng làm cho con tăng nữa. Nhưng mà cái chơi chiêu lại khác nữa. Sao con? Nó chơi chiêu cô toàn tập luôn.
Cái tập 1 là có những ngày vô cái tháng 3 năm 2014. Nhớ gần tháng luôn à. Là bắt đầu tôi đi quê. Dạ. Thì ra đi là bàn bạc với nhau ở nhà là cả con ơi, mẹ đi cả về là phải 15 ngày. Tại vì xa mà. Ai ngờ mới được 5 ngày nó gọi điện mẹ lúc nào vô. Ủa mẹ này mẹ đi 15 ngày mới được 5 ngày sao con lại hỏi lúc nào vô. Mẹ vô cưới vợ cho con đi. Tại sao? Sao lại cưới vợ được không nói cho nói. Vợ con à, con Tiến nó có bầu rồi. Ôi giời ơi ngài. Ôi thiệt hả, có bầu hả? Rồi hai đứa bấy từ cưới đi. Xong dập máy ngồi khóc. Dập máy xong ngồi khóc. Ngồi khóc để bằng ngoài này đi. Thôi con ạ, giờ trời không nghe đất thì nghe trời. Giờ con cứ nghe lời hành đi, vô cửa nhà hành đi. Sau này sướng nó nhơ, khổ nó chịu. Thì tụi mình nghĩ lại cái câu là hồi sướng bịt cậu ai không. Mà bây giờ tôi vẫn cứ hỏi nó. Là nghe nói là dưới nhà mẹ chị Tiên này cũng không muốn gả cho con xa. Không muốn gả con đi xa, cho nên là chị này mình là hù mẹ là nếu không gả thì con từ từ. Cho nên tôi sợ quá, tôi sợ lỡ không biết có bầu thật hay không. Mà lỡ ra mình cưới thì hành nghỉ dài hay làm bầy thì mình chết nữa. Rồi ngày mai khăn gọi lên đường quay vô Nam là đám cưới. Mà chơi chiêu không bao nhiêu gì đó. À tức là giả bộ thôi. Giả bộ chưa có gì hả? À, giả bộ để cho mẹ cưới. Ồ, thấy không? Rồi cái vụ mà hù mẹ tự tử có không? Dạ thì cũng nói với bà chị thôi chứ không dám nói với mẹ. À tức là mẹ với cũng không cho hả? Thấy sao quá hả? Mẹ nói kiểu giống như là mẹ muốn con gái để chồng ở gần á, có gì là gần mẹ. Mẹ cũng không muốn quen anh ở xa. Dạ. Chứ thường mối tình vì tình yêu mà có thể hù dọa cả đàn trai đàn gái luôn đó. Vậy dạ cô, rồi sau đó làm sao mà cô chấp nhận được? Đó cái vụ đó. Đó cái vụ đó sống rồi. Ừ. Bắt đầu cưới. Cưới về thì giờ nó đã có bầu hay không có bầu thì cũng là con mình thôi. Nhưng mà cưới về chị nào mới phát hiện ra là không có bầu? Thì đúng rồi. Nhưng mà đó là những cái chiếu đó, khi nào mẹ nó cưới chứ nếu mà để tự do mẹ đâu có cưới. Ý là khi nào cũng biết cái chuyện cưới mà. Xong rồi khi nào cũng mới biết là cái chuyện đó là chơi chiêu. Thì sau đó là biết liền, nó nói mà. À dạ. Sau đó là biết liền. Trước khi cưới hả cô? Sau cưới xong đàn mới biết. Sao dám nói chứ. Bỏ luôn à. Trời ơi. Đúng rồi giận không? Giận mà cuối cùng thôi mình cũng thương. Là vì khi rồi giật dấu á, là chị Sứ chị ra chị nói này, chuẩn bị đưa cô dâu lên xe chị Khiêu này. Chị Sứ ơi, tôi gửi con gái tôi cho chị, nhờ chị chăm sóc giùm. Giờ con tôi giờ con tôi chưa biết được nấu ăn. Chị về chị chăm sóc dạy bảo nó giùm tôi. Thì chị Sứ cũng khóc, lúc đó mình cũng khóc luôn. Thì mình nghĩ à, người ta nuôi đứa con 20 năm trời mà người ta chưa nhờ được cái bữa nấu cơm. Mà mình không mang nặng, không để đau mà giờ người ta chuyển khoản cho mình nguyên con. Thì mình dạy chị mà không thương nó. Cái vụ này mới người ta chuyển khoản nguyên con. Dạ chị ơi, không biết là mẹ chồng với chị là hai cái vùng miền nó khác nhau á, chị có lo sợ điều gì không? Dạ em bụng lắm nên sợ chị. Thì em hồi đó giờ tại nhà em là út, có mấy chị gái lớn chị nấu ăn hết rồi. Dạ. Mà em thì về làm dâu mẹ, làm dâu đầu nữa, làm dâu cả. Mà về em nấu được nấu ăn em lo lắm. Về chơi á, cái là cái rau gì em quên mất rồi, cái em gọi điện cho chồng vô, em nói anh ơi rau này đặt làm sao. Sợ lắm chị. Rồi còn cái vấn đề nào khác giữa hai mẹ con không? Bị la, em hay bị mẹ la lắm. La về chuyện gì? Em nói chung là em không biết nấu ăn, em vụng này kia nọ. Mỗi lần về nhà chơi mẹ kêu mày mà về nhà hả là cái nhà như bảy khác. Dạ. Hả tầm lum vậy đó hả? Rồi về cái ngôn ngữ này kia khi mà chị mới về chị có quen không? Dạ lúc đầu về gia đình nói chuyện với nhau em nhìn không à. Em không có hiểu. Dạ em ngồi em nhìn xong rồi thời gian sau rồi nghe mới quen mới hiểu rồi chị. Không nhưng mà cũng có phạt ngôn viên nè. Có cái anh phiên dịch chứ anh chồng á. Phiên dịch hả? Anh chồng phiên dịch lại. Như phiên chồng, anh phiên dịch chồng á là cũng nói tiếng Nam cũng được là. Dạ anh nói tiếng Nam. À nói tiếng Nam thì nó đỡ đúng không? Nó nói lên cả hai tiếng. Dạ. Luôn. À, hai mẹ con, một người miền Trung, người Quảng Bình, một Tây. Người là miền Cà Mau, đúng là xa lắm. Chắc chắn về văn hóa, về ẩm thực, về tất cả mọi thứ nó khác xa hết. Vì làm sao trong cái thời gian đó mà hai mẹ chồng có thể hòa hợp, mẹ chồng là dâu thế hòa hợp được cô? Vậy là tôi vô đây cũng đã khá lâu rồi, cho nên cái việc ăn uống nó cũng gần giống người trong này luôn. Yeah. Ăn uống rất giống, cũng có hơi thích ngọt đường á. Yeah. Cho nên nó rất hợp khẩu vị với chị này. Yeah. Mà nói chung là mẹ nấu quen rồi cho nên
ai cũng khoái mẹ nấu à, khen là mẹ nấu ngon. Cho nên chị này về thì vùng về cái chuyện nấu ăn. Khi về mới cưới về thì một thời được theo chị đi làm công ty. Rồi đến khi có bầu chị cũng ở công ty, thì khi chuẩn bị về đẻ thì mình cũng phải nấu cơm chứ, bầu bi mà. Rồi đến cái đẻ xong 6 tháng, mình nuôi đủ 6 tháng, rồi đi làm công ty lại. Thì 6 tháng đó mẹ cũng nuôi, cũng nấu cho con ăn, con chưa nấu. Rồi là đến khi con về Bình Dương làm thì xỉnh thoảng là tôi có về thăm cháu, thăm con. Thì giờ nó mặc con thì mình cũng phải vô nấu đi chơi nấu. Nói tóm lại rụt cuộc là coi như mình làm dấu chừng cho chị chưa làm dấu mình hôm nay nào. Hay cái này cũng lạ chứ. Hình như mình làm dâu suốt chứ chưa làm dâu ngày nào. Chưa. Hay. Chị, cái đồ ăn mà mẹ nấu á, mình có ăn được không? Dạ, mẹ nấu ngon lắm chị. À, chị quen luôn hả? Dạ, mẹ nấu ngon. Mẹ cũng nấu theo kiểu miền Nam rồi. Dạ, mẹ nấu theo kiểu miền Nam, nấu mẹ theo nấu kiểu ngon. Quảng Bình thì cũng khó đấy. Cũng khó ăn dạ. Đó. Dạ. À, đó là về nấu ăn, ẩm thực này kia thôi. Còn về văn hóa này kia đó, thì cưới hỏi này kia nó có theo thủ tục ở ngoài kia không cô? À, không, tại vì tôi vô đây cũng lâu cho nên tôi cũng biết đi đám cưới nhiều á, tôi cũng hiểu rồi. Thì trong đây hết đó, đúng không? Trong đây hết. Lễ nghi gì trong đây hết. Đúng nghi luôn. Cũng dễ. Vậy thì hai mẹ con mình hợp nhau cái tính gì nhiều nhất? Nói chung là nó thì mình cứ cũng có đứa con gái cũng tuổi bằng nó, bằng chị đây, thì có những mình nghĩ sao mình thương con gái thì mình cũng thương con dâu, mà thương con trai thì cũng thương con dâu, cho nên là mọi việc cái gì cứ coi như là hẳn nó là con gái đi, là cho nên cũng không có cái gì để mình đáng trách cả. Nhưng mà có một cái chuyện này nè, cái khí đề trong tháng năm cưới á, thì tôi mới vô tôi mới nói thầy chơi điện thoại, tôi mới nói là con ơi, con đừng chơi điện thoại, cái người đẻ là yếu lắm, giống như kiểu nó thay da một lần, yếu lắm, tuyệt đối đừng coi điện thoại lâu thì nó hư mắt, hỏng mắt, rồi ngồi lâu thì đau lưng, ra khỏi phòng thì phải lấy bông gòn nhẹt tay lại. Thì chị mấy bữa đầu chị cũng nghe, thì bữa sau nói xong vậy chị già bỏ xuống đó, bắt đầu tôi đi ra khỏi phòng, xong tôi rình, tôi quay lại tôi rình, thì giọng vào lẹ chị đưa lên chơi nữa. Thì khi đó thấy mẹ thấy rơi lời chửi rơi chơi luôn. Là cái đó tôi ra tôi dậy thằng chồng nói này, nam ơi nam, con nói vì vợ con nó sao chứ mẹ nói rồi không nghe, mẹ đã nói trống thẳng đừng có chơi điện thoại mà nó cứ chơi hoài, nó lén mẹ nó chơi. Thì thằng con trai mình này, mẹ nói mà con không gì không nghe, nó không nghe thì là huống gì con nói mà nghe. Nhưng mà cũng nghĩ cũng thương là đi làm ngoài vui dư, có con nằm một chỗ buồn đó. Thì nghĩ cũng thương lắm. Cho nên tôi coi nó như con đẻ thôi chứ cũng không có cái quan niệm là con dấu gì đó. Mình cứ dạy nó từ từ. Dạ. Chị ơi, không biết ở nhà hai mẹ con không hợp nhau cái điểm nào? Dạ thì là em, cái tính em nó không được ngăn nắp, không được sạch sẽ. Nên mẹ cứ hay la. Mà nói chung là em làm gì cũng bị la hết, là do bụng á. Mẹ nói, tại vì ở nhà có em chồng bằng tuổi em nè. Cái mẹ nói hả? Hai đứa mày mà làm dâu người ta hả, 3 ngày người ta đuổi cổ ra khỏi nhà. Vậy là thế à. Cô có những chuyện gì mà chị làm không được hợp ý cô? Nói chung thì cái chuyện trong nhà cũng có chuyện chẳng có chuyện gì, nhưng mà chuyện dọn dẹp nhà cửa này khác, nấu ăn thì nó dưới bịch nấu. Thì nói chung thì cũng không vừa ý, nhưng mà rồi cũng không để bụng đâu. Rồi cũng nói này, cả con ngăn nắp cẩn thận gọn gàng lại để thôi. Con là hết cái đứa nào hết mẹ nó cũng ngon. Mà trong lúc lấy biểu quyết thì cả nhà thì 4-5 người con mình mẹ thì mẹ phải đứng ra nộp thôi. Trong những lúc sinh con như vậy thì em có bị áp lực gì với gia đình? Dạ, sinh con thì là chồng em không có được ở gần nhà. Chồng em là còn đi làm công ty, một tuần mới về một lần. Thì đó có em với thằng con nó buồn lắm, buồn mà cứ chơi điện thoại, cái mẹ la cái xong rồi gọi điện khóc với chồng ấy. Em buồn chơi điện thoại thì mẹ em la em hoài. Xong rồi kiểu như nói chung là trong thời gian mà em sinh con á, mẹ lo cho em lắm, mẹ nấu ăn này nọ, mẹ đem vô phòng, đi ra ngoài thì mẹ la, kiểu như mẹ chăm sóc á, vậy nên cũng đỡ tuổi thân xíu. Ngoài cái chuyện mà không cho chơi game mà mẹ còn bắt kiêng cử gì theo cái truyền thống của ông bà ta ngày xưa không? Dạ, mẹ không cho ra khỏi phòng. Mẹ đi ra khỏi phòng mà mẹ mắt mang tất chân nè, bắt mặc áo dài tay nè, mà cái gì đó lúc đó em sanh cô là tháng 11. Mẹ bắt nhét vô gòn, em nói làm ra ngoài mệt quá em ở trong phòng luôn. Mẹ kỹ lắm, mẹ không cho đụng nước nữa.
Đúng rồi, mẹ nghĩ như vậy là tốt cho mình thôi mà. Dạ. Có gì đâu áp lực. Còn về cái vấn đề mà chăm sóc em bé á cô, thì không biết cô và chị có hợp nhau không? Cùng hợp nhau. Tại vì con thì nó cũng dạo này hơi xưa thì không biết, chứ hôm nay không biết là nó lên mạng. Dạ. Nó lên mạng, nó tìm hiểu trên mạng. Rồi một phần nữa mình cũng là con người của thời đại cũng hay lên mạng, cho nên cũng am hiểu nhiều, thì hai mẹ con cũng hợp nhau thôi. Có bao giờ mẹ la quá rồi khó rất nhiều điều rồi em buồn em khóc không? Dạ có, khóc với chồng. Mà chồng em thì nói vậy nè, mà miễn mà mẹ la cái gì đó mà không vui á thì ý là đừng có tỏ thái độ với mẹ, quay qua nói với chồng đi. Chồng dạ. Chịu đựng hết được đúng không? Dạ chồng nói vậy á. Dạ. Có cái vụ này nữa, cái vụ giới điện thoại đó đó, bắt đầu chị thức ngoại đi, hình như buồn mẹ mà không dám nói trước mặt mẹ, cái chị lên Facebook, chị vô tường nhà mẹ chị đăng luôn. Trời ơi. À chị không có nhắn tin mà chị đăng lên là mẹ ơi, con cảm ơn mẹ rất nhiều. Con xin lỗi mẹ vì con không nghe lời mẹ, là con biết con sai, từ nãy con hứa với mẹ. Rồi xin chào hai mẹ con. Thì không biết cảm giác của gia đình mình thế nào khi được ngoài tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ? Mẹ nói trước đi. Tôi được bên chương trình mời tham dự vào cái buổi Mẹ Chồng Nàng Dâu. Tôi rất là vui và rất là hồi hộp ạ. Mẹ em thì đang hồi hộp lắm. Còn em thì thực sự là khi mà được chương trình mời ấy, ban đầu em cũng hơi lo ngại. Tại vì vấn đề là mẹ cũng từ ở ngoài Hà Nội bay vào, sức khỏe mẹ cũng không được tốt ấy. Nên là ban đầu em cũng không dám nhận lời mời. Nhưng mà sau đấy thì cũng muốn là hai mẹ con đưa mẹ lên sóng, rồi hai mẹ con có thể chia sẻ nhau những cái tâm sự mà hai mẹ con không đối mặt nói chuyện nhau được ấy. Nên là thật sự là tham gia chương trình này thì cảm thấy cũng em cũng thấy rất là vui, tại vì mình được bộc bạch được và mình cũng hiểu được những cái việc mà mẹ nghĩ sao về mình. Rồi, hồi nãy là cô chia sẻ là cô đang rất là hồi hộp đúng không cô? Đó. Vậy thì sau khi ghi hình cô được tâm sự với Nguyễn Linh cũng như là Hồ Bích Trâm thì bây giờ cảm xúc của cô như thế nào? Bây giờ này cô thấy tốt hơn rồi. Dạ. Rồi thì bình thường ở nhà hai mẹ con mình có thân với nhau không? Cũng hai mẹ con cũng thân với nhau và cũng hay nói chuyện với nhau và cũng chia sẻ với những công việc trong gia đình. Rồi bây giờ hỏi con nhau nha, thì ví dụ như bình thường mình đi chơi đi, mình có hay dụ mẹ đi chung không? Thật sự thì tụi em mỗi lần mà muốn đi chơi hay là muốn tổ chức dẫn mẹ đi biển hay là dẫn mẹ đi Đà Lạt chơi thì hầu như là tụi em muốn những cuộc đi chơi tụi em rất là muốn rủ mẹ theo, nhưng mà mẹ thì sức khỏe mẹ yếu ấy, nên là việc mẹ di chuyển đi xe hay đi máy bay này kia khó khăn ấy, nên nhiều lúc là thật sự mẹ ít hiếm khi mà đi chơi với lại vợ chồng lắm. Nên mà như vừa rồi mẹ chương trình hỏi là hai mẹ con có tấm hình nào chụp chung không, thật sự là mình nhìn đi nhìn lại hai mẹ con chỉ có chụp mỗi trong cái dịp đám cưới của em là có chụp thôi, tại vì cơ bản là mẹ đâu đi chơi chung với hai vợ chồng đâu. Nên là thật sự khi mà mẹ vào trong Nam rồi thì mong muốn là sẽ được dẫn mẹ đi chơi chỗ này chỗ kia, rồi để mẹ thứ nhất là cho mẹ đi cho biết, thứ hai là muốn là hai mẹ con đi chơi gần gũi nhau hơn, rồi có thể cùng nhau chụp hình các kiểu selfie up Facebook up lên mạng để cho gần gũi hơn ý. Cái thực sự đúng là chia sẻ nhau, nhưng mà ở gia đình ở nhà có chia sẻ, nhưng mà trong những cuộc đi chơi thì lại chưa có cuộc đi chơi nào chung với mẹ hết. Nên là cũng mong muốn là mẹ vào trong đây rồi sẽ sức khỏe mẹ đỡ hơn thì tụi con có thể đưa mẹ đi chơi, mẹ có thể đi chơi chung với tụi con nhiều hơn. Rồi hãy dùng 5 từ để diễn tả về mẹ chồng. 5 từ á? Tính từ đúng không anh? Đúng rồi. 5 từ để diễn tả với mẹ. Mẹ tân sinh mà, nên là mẹ xinh. Mẹ xinh nè, hiền. Xinh, hiền. Rồi cái gì nữa nhờ? Mẹ vừa xinh vừa hiền. Hơi sống. Tính cách thì cũng thoải mái mà. Mẹ cũng thoải mái. Nói chung mẹ em được cái là xinh, hiền, thoải mái, cũng
vui vẻ, rồi phúc hậu với Hiền nó như nhau đúng không ạ? Thật sự mà để dùng năm từ thì em cũng biết dùng từ gì về để năm từ, nhưng mà cơ bản hiện tại thì mẹ em cảm nhận được mẹ là một người mẹ chồng rất là cũng tình cảm, thấu hiểu và cũng rất là thương con dâu. À, còn cô, nếu mà dùng những điều đẹp, những điều tốt để nói về con dâu của mình thì cô sẽ dùng những từ gì? À, cô thấy con dâu cô thì rất là dễ thương và cũng rất là ngoan và cũng rất là chịu khó việc nhà, cũng biết là chăm sóc gia đình, và tính cách thì cũng vui vẻ, cũng tốt, cũng không có điều gì mà để cô phải buồn hết đấy. Rồi, đây là một câu hỏi vui. Nếu xảy ra tranh cãi giữa hai vợ chồng thì cô sẽ nghiêng về bên nào nhiều hơn? Cô không biết đúng sai, nhưng mà cô chắc chắn cô sẽ nghiêng về con dâu cô rồi. Bởi vì cô thương con dâu cô hơn đấy. Vì khi mà con dâu cô về để làm dâu cô là từ đầu là cô đã xác định là cô rất thương bé My. Vì là con cô là cô coi như là con gái ấy. Đúng đấy. Đúng. Nếu sai là con trai mình là cô phải mắng đầu tiên đã. Vậy cô có cái lời nào muốn gửi đến con trai của mình không? Có chứ. Cô và cô thì cô muốn là con trai cô lúc nào cũng phải vui tươi, chịu khó làm ăn, chăm sóc gia đình, thương vợ thương con. Sau này có con, bây giờ thì cháu nó chưa có con, nhưng mà đấy là cái nguyện vọng cô muốn như vậy. Rồi, cảm ơn mẹ con đã chia sẻ, chúc cho gia đình sớm có tình hình vui, chúc cô sớm có cháu bé nha. Dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chào. Cảm ơn. Con dâu, con dâu nó điện về nó, mẹ làm chương trình mẹ chồng nàng dâu không? Cái mẹ nói thôi mẹ không làm, cái mà biết con dâu nó thích cái chương trình chợ chồng son á, mà con trai nó không chịu đi, thôi dì con đi cho con nó vui. Chị ơi, thì lúc đó là chị thuyết phục mẹ như thế nào để mẹ tham gia không? Thì hỏi mẹ thôi rồi mẹ tham gia không, cái xong rồi mẹ cũng trả lời, mẹ kêu là đi thì đi à, rồi mẹ đi xong rồi mẹ đi với mình á, rồi mình đi rồi mình đăng ký. Thì ở nhà trước đó mình đã coi tập nào của mình chồng chưa? Coi nhiều lắm, coi có nhiều lần coi. Coi có bên lại của gì con? Cái Lộc á. Coi của tập hồi Lê Lộc mà chiếu, với lại mấy lần mình coi trên YouTube với lại TikTok này kia, thấy cũng có share xong rồi cũng xem. Con dâu là nó đang thích cái vợ chồng son lắm luôn, nó mơ ước luôn á, mà giống như là chồng của nó không có chịu, ngại lắm, nên thấy con dâu nó cũng mơ ước á, thôi kệ nó, đi cho con dâu nó vui. Nói chung á là thích nhất cái là giống như là mẹ chồng nàng dâu gần gũi nhau á, có cái gì cứ nói ra nó cũng thiệt ra hiện tại thì hai mẹ con giống như là hai người bạn vậy, có gì cũng nói với mẹ, có gì cũng tâm sự cho mẹ hết, rồi để có gì mẹ chỉ bảo mẹ dạy, với lại mẹ cũng không bao giờ la hết á, mẹ chỉ bảo mẹ hướng dẫn cho cách nào mình nên làm như thế nào thôi. Nói chung là con dâu này là mình biết trước từ đầu luôn, tại vì mẹ của bé Nhi này là giống như là khách hàng đại lý của bên đây, tại bên đây là công ty xuất mẫu mỹ phẩm, thì con bé này là hồi xưa là thấy dễ thương, có xin bố mẹ của bé Nhi là làm người mẫu hình, làm hình trong hũ kem á, nên rất là thích bé này, bé này. Nói chung là rất là thích con bé Nhi này, là giống như gia đình cũng khá giả, mà bé không có đua đòi, cũng như bé tiết kiệm đó, giống rất là thích, với lại thích cái tánh tình của nó giống như hiền á,
dễ thương, nói chung là rất là thích luôn. Với lại ở đây không có con gái, mê lắm luôn. Nói chung là yêu con gái, yêu con này hơn yêu con trai luôn đó, thích lắm. Có, bên đây toàn là bên con dâu không à, con trai. Tại vì hai chồng này á, là nó nói chuyện không có ngọt. Hai chồng này nè, nói chuyện cọc lóc à. Cứ nói nghe, hai đứa nói là cứ kêu ra, nói hai con nói gì mà không có ngọt. Đứa nào cũng nói chẳng lẹ à. Cô với chú à, nói chuyện rất là ngọt. Rồi hai đứa này cứ nói là con cứ theo bố mẹ, cứ nói chuyện. Thứ hai đứa nói là mẹ không ưng à. Nói chung là bây giờ chồng nói, cũng với chồng với con bé Nhi cũng sửa lại giúp rất là nhiều. Hai đứa. Hiện tại thì mình cứ thấy mẹ là vừa cái gì mẹ cũng biết làm hết, cái gì mẹ cũng giỏi hết. Công việc mẹ cũng giỏi, trong phụ giúp trong gia đình, nội trợ rồi chăm sóc chồng con, cái gì mẹ cũng biết hết á. Cho nên là mình học hỏi được mẹ rất là nhiều. Mẹ truyền thụ kinh nghiệm rồi mẹ chỉ dạy cho đủ thứ. Nói chung là cái gì mẹ cũng chỉ hết. Với là hai mẹ con nói chuyện với nhau giống như là hai mẹ con ruột, chứ không có một cái ngăn cách gì gọi là mẹ chồng với nàng dâu hết á. Hai mẹ con cái gì cũng nói được hết, nó nói chuyện. Nói chung là mình giống như kiểu giống như là mẹ ruột mình á, mình cái gì mình cũng nói được, tâm sự hay là cái gì mình hỏi cái gì nói đó, hay là mình chê hay là mình kêu chồng con hôm nay vậy cái rồi bắt đầu mẹ chỉ cho. Chứ nói chung là nói chuyện giống như hai người bạn vậy á, chứ mình không có cái ngăn cách hay là rào cản gì hết á. Nói chung là con dâu rất là cưng, về thích cái gì là làm, có khi múc và ăn cho múc đem lại cho con nó ăn luôn á. Nói chung là không có làm dâu gì hết trơn á. Nói chung là cưng yêu dữ lắm luôn. Từ ngày dịch tới giờ là con dâu rất là giỏi, nấu ăn rất là ngon, rất là vừa ý. Từ ngày dịch mà cô không có đi công tác, cô ở nhà cô bắt đầu cô nấu ăn. Có bao nhiêu giống như ở nhà làm cái nhóm á, cô nấu gì cái cô gửi qua nhóm cho con nó coi rồi đó. Rồi cô học cái gì mà cô thấy hay cô chia sẻ cho con dâu. Đó, từ ngày con dâu á, nấu ăn rất là ngon, rất là thích. Giữ con nuôi cháu cũng rất là yêu. Nói chung là rất là quý thương con. Mà có một cái là cô giống như là cô muốn là con nó bắt đầu hết dịch, bắt đầu con nó bắt tay vô để nó kinh doanh buôn bán cho cô, rồi tập lên livestream đồ cho cô để mỹ phẩm đồ. Tại cô lớn tuổi rồi, tối ngày nó cứ mắc mẹ làm không à. À, cứ mắc mẹ lên nói rồi, mà nó thì trẻ, con gái thì trẻ đẹp mà không chịu. Có chứ, cô là bên con dâu nhất luôn á. Là cô nói chung cái chuyện gì mà thí dụ mà nó có làm gì buồn, nói chung là chưa có làm gì cô buồn hết trơn á. Có một cái, có một lần thì cô có hơi buồn là giống như là hai vợ chồng nó giận lộn á. Tánh cô nha, thí dụ mà hai chồng mà có gây lộn hay gì á, được tránh xa cô ra, không đừng có gây lộn trước là cô rất là buồn. Hai chồng có gì thì ở nhà mà đừng có gây lộn lớn tiếng trước mặt cô là cô không thích. Với lại kỵ nhất là đánh cháu. Thí dụ mà lúc cháu ăn hái gì là cháu mà nó khóc gì á thì cứ đem đi đâu đánh, chứ đừng đánh chứ mà cô không thích, cô buồn á. Con nó nghe này thôi.